Nè, quay anh thợ anh cắt bật gốc cái cây này không bạn? Cây này nhìn nó như tứ trụ. Giờ anh chuẩn bị hạ cái lóng hình xuống. Gốc mà bạn. Đây, xuống, xuống, xuống. Đó là máy cưa Hoa Na 42 các bạn. Xuống nha các bạn, tí nữa anh sẽ xuống anh cắt gốc luôn các bạn, cắt cho bật gốc này luôn, cả qua bên kia luôn các bạn. Máy cơ Hoa Na 42 các bạn. Giờ chuẩn bị quét bật gốc luôn nha các bạn, bật gốc ngã luôn rồi. Nước qua nước nó gích máy ra ngoài. Cái máy
này cá lam nó không phải làm bánh xe các bạn, làm ra tinh nó ấy, rồi phải làm bánh xe thì nó nhiều hơn, nó lướt máy được. Đó là mở miệng luôn các bạn ạ. Giờ chỉ còn chích cái gãy đó với gãy bên kia là cái cây này nó bật tóc luôn các bạn. Đây giờ ta cầm bỏ gãy đó luôn nha các bạn.
bỏ mẹ thêm luôn bên đó luôn nha bạn, cho nó hở ra luôn nha. Rồi chỉ cần cắt là trái đi kia đó là cây này nó ngã luôn nha bạn. Cây xuống sông mà nước nó chảy ra các bạn, quá trời nước luôn, nước ở trong cái cây không biết ở đâu trong cái cây nó chảy ra quá trời luôn rồi.